nào thì nụ nào thì còn máu phai nhạt. Lời nói thân thiết lời dặn dò một chiều nào dọc bờ sông lộng gió. Khi chúng ta nhìn nhau trong mắt bao vực sâu, ngọn cỏ lau đồ vẽ nên ngày. Khi chúng ta rời xa hơi ấm trên bàn tay, lưng loang trong bức tranh, ai tô ai pha từng một sắc đang phai. Tình là màu nhạt càng miệt mài càng tù lâu càng bình. Tình là tình yêu giờ thấy và lòng thấy mình tốt cho ngày mới. Hạnh phúc như mầm cây cần nước và cơn mưa, cần bàn tay vun sới mỗi ngày. Hạnh phúc là bình yên từng phút trên thuyền duyên, không dây nào trong trái tim nhưng không trôi theo tối tăm. Ta bơi về phía vàng để màu sắc tan hoang. Tình diều nằm say lên thao, tình chìm trong u mê. Tình là tình lời thề đổ xuống đáy cơn say. Khi tình sớm sớm nay, ta ngồi vẽ tay buông tay rồi tan vào màu nước. Càng máu phai nhạt, lời nói dặn thì lời dặn dò một chiều nào dọc bờ sông lộng gió. Khi chúng ta rời xa hơi ấm trên bàn tay, lưng loang trong bức tranh, ai tô ai pha từng một sắc đang phai. Tình là màu nhạt càng miệt mài càng tù lâu càng bền. Tình là tình yêu giản dị và lòng thành mình tu cho ngày mới. Hạnh phúc như mầm cây cần nước và cơn mưa, vun sới mỗi ngày. Hạnh phúc là bình yên từng phút trên thuyền duyên, không gì nhau trong trái tim thì không trôi theo tối tăm. Ta bơi về phía nắng ấm. Tình yêu làm con tim đau, tình yêu làm vội vàng để màu sắc tan hoang. Tình yêu nồng say đêm thao, từ tình chìm trong u mê. Tình là từng lời thề đổ xuống đáy cơn say. Khi tình giấc sớm nay, ta ngồi vẽ tay buông tay rồi tan vào màu nước trôi. Tình tiếng lặng bức tranh tô vội vàng đêm màu sắc tan vang. Tình
chiều nồng say đêm thao từ tình chìm trong u mê tìm được từng lời thề đổ xuống đáy cơn say khi tỉnh giấc sớm nay ta ngồi ta tay buông tay rồi tan vào màu nước sĩ Nguyễn Vinh Tiến đã dành cho Tuấn Hưng. Có lẽ nó cũng là một cái điều gì đấy nó rất là ngẫu nhiên và nó cũng đã rất tình cờ khi Hưng đã ép buộc tất cả những thành viên còn lại trong ban nhạc của mình phải đổi tên sang một cái tên nó rất là Việt Nam, đó là ban nhạc Màu Nước. Tại vì Hưng chỉ nghĩ nôm na và hiểu một điều rằng là trong một bức tranh vẽ thì có lẽ cái màu nước nó là cái màu mà có thể tồn tại được nhiều và tồn tại được lâu nhất, và nó đơn giản nhất với tất cả những màu sắc, rồi cuối cùng tất cả chúng tôi đều có thể hòa quyện để thành một bức tranh ở trên sân khấu dành cho tất cả quý vị. Khi live show gần đến rồi, cá nhân của Hưng thì không nghĩ một điều gì là làm một điều chiêu trò hay là cái gì đó để dành cho tất cả quý vị trong tối ngày hôm nay. Thế nhưng khi xem một cái bất ngờ, xem được một cái phần trình diễn của nhạc của họa sĩ Phạm Hồng Minh thì Hưng mới chợt hiểu một điều rằng, hãy lau nó vào tay anh đi. Thì Hưng mới hiểu được một điều rằng là cái điều may mắn của mình, cái sự kết hợp hài hòa nhất nó sẽ đến ở trong bài hát này. Và Hưng đã bằng mọi cách tìm được họa sĩ Phạm Hồng Minh đang ở đâu để mang tới cái show này với tất cả quý vị, tất cả các bạn. Và rồi ngày hôm nay quý vị cũng thấy cái tài năng của người nhạc sĩ này nằm ở đâu, đúng không ạ? Thực ra thì khi mình nhận lời xuất hiện ở trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin thề là chúng tôi không có một suy nghĩ gì khác cả. Thế nhưng khi mình xuất hiện và có một bức tranh như vậy thì ở trong cái cá nhân của Hưng lại có một điều nhỏ nhỏ chợt xuất hiện, đó chính là có khi nào bức tranh này sẽ được đem đấu giá với tất cả những người bạn thân của Hưng. Hưng xin lỗi điều này, không muốn làm bất cứ điều gì để quý vị phiền lòng. Nhưng hiện tại, Hưng và cái quỹ thiện nguyện HRT đang là một cái đơn vị thường xuyên theo dõi những bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều. Nếu quý vị quan tâm đến Hưng, chắc chắn quý vị sẽ hiểu một điều rằng tất cả những gì Hưng đã làm trong gần 2 năm qua. Và Hưng muốn tất cả những người anh, những người chị, tất cả những người bạn của Hưng ngày hôm nay hãy mang bức tranh này nó tới một cái điểm nào đó nhất định để chúng ta sẽ cùng có được một cái món quà nho nhỏ để dành cho những bé ở Bệnh viện Ca Tân Triều. Ngày hôm nay thì Hưng có mời tới đây một trong những bệnh nhân có lẽ là cũng đã có sự qua lại với Hưng dài nhất trong vòng khoảng hơn một năm vừa qua, đó là bé Hoài cũng đang có mặt tại đây. Nhưng bé Hoài khoan đã xuất hiện. Và bây giờ Hưng xin phép thôi. Cái điều này đương nhiên Hưng sẽ là người khởi đầu cho chuyện này. Không có một ý gì, rất mong tất cả quý vị hết sức là hiểu cho tấm lòng của Hưng cũng như tất cả những người làm chương trình. Hãy cùng định giá bức tranh này, và toàn bộ số tiền của tất cả chúng ta có ở trong bức tranh này sẽ được gửi tặng cho tất cả các bé ở Bệnh viện Ca Tân Triều. Mong tất cả quý vị hãy nhiệt tình lên. Thank you.
When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. God, and all my soul. Cho anh được thấy như em đã kể bên. Người yêu ấy có biết rằng anh rất nhớ em. Những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em yêu nhé. Rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em.
đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Tình anh buồn, anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi ai. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em, cùng em. Từ nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo, cô đơn giữa bao người. Còn một là nơi ấm và một nhà rồi, để cho anh được thấy như em đang kề bên. Người yêu anh có biết rằng anh rất nhớ em, nhưng yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em, cùng em. Ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo, cô đơn thành. Cảm ơn tất cả những thành viên của O+ đã có mặt trong cái live show của anh tối ngày hôm nay. Thực sự sau chương trình Nhân Tố Bí Ẩn thì bản thân anh cũng đã theo dõi các em rất là nhiều. Và anh nghĩ một điều rằng là ở Hà Nội đã có một cái boy band nó tuyệt vời như vậy, thì sớm muộn chúng ta sẽ phải có một cái cuộc hội ngộ với anh ở một sân khấu nào đấy. Và ngày hôm nay điều đó đã trở thành sự thật. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn. Đầu tiên xin cho phép O+ gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả. Và lời tiếp theo là một lời cảm ơn trân trọng nhất mà cả bốn thành viên O+ muốn dành tặng cho anh Tuấn Hưng. Có lẽ là những cái lời có cánh của anh Tuấn Hưng dành cho O+ mang tính chất động viên rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay được vinh dự đứng trên sân khấu của nhà hát lớn và lại là trong live show của anh Tuấn Hưng thì là một cái ngày trọng đại, rất trọng đại với cả bốn thành viên của O+. Và anh Tuấn Hưng thì có nói là anh Tuấn Hưng đã theo dõi O+ từ Nhân Tố Bí Ẩn, nhưng mà cả bốn thành viên chúng em đã theo dõi anh từ khi bọn em còn rất là nhỏ và đã thần tượng anh rồi ạ. Mấy câu đầu tiên nghe thì cũng ok, nhưng mấy câu sau hình như là em theo dõi anh thì lúc em còn rất là nhỏ, giống kiểu bây giờ là tôi già lắm rồi. Không ạ, và không bao giờ dám có ý đó, bởi vì bọn em biết là ngày hôm nay đứng trên sân khấu anh là ca sĩ Tuấn Hưng, nhưng ở ngoài sân cỏ thì anh là một đấu sĩ thực sự. Và bọn em sẽ rất vinh dự nếu như một ngày nào đó gần đây bọn em cả bốn người đều đá bóng rất là hay, có cơ hội được đọ sức với anh ở trên sân cỏ, đúng không ạ? Theo anh thì điều đấy mình tạm bỏ qua một bên. Thực sự với em đến giờ phút này anh đi đá bóng giờ nhiều đội thách đấu anh lắm rồi, anh cũng buồn lắm vì mãi chưa thua lần nào. Nói chung là cứ bỏ tiền vào thùng từ thiện đấy, đội bóng của HAT của Hưng có một đội bóng là đội bóng HAT, và tất cả các bạn ngày hôm nay cũng đều đang có mặt ở xung quanh tất cả quý vị, làm rất là nhiều những công việc nhỏ để giúp cho cái live show của Hưng. Và đội bóng của Hưng sinh ra để làm gì? Để đá từ thiện, để gây cái quỹ đấy, để rồi cứ trung bình một năm đội bóng HAT lại đến bệnh viện ca Tân Triều khoảng từ 3 đến 4 lần. Các em cứ bỏ tiền vào thùng thiện đá luôn,
Vâng, và bọn em rất là hy vọng lần tới sau sau trận bóng đá thì chúng ta sẽ có một cái buổi từ thiện như vậy. Bọn em sẽ rất là sẵn lòng tham gia và rất là mong muốn được làm việc. Okay. Xin cảm ơn tất cả những thành viên của Oplus. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Giờ được một là nơi ấm, một lần trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời con. Này gió, gió bay về trời này, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đừng nào chờ. Hết tình này ta dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đội tiền xa, tóc rối bạc màu nào biết ngày sau trả nợ tìm nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn nữ con. Nè gió, gió bay về trời, nè hoa sẽ rơi về cội, còn ta nào cho ta dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Như mong mong qua
người, cha luôn mắt môi nụ cười, cha xong đời con cơ. Mẹ cho gió bay về trời, mẹ hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Cha luôn mắt môi nụ cười, cha xong đời con như con. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đừng nào cho ta, còn ta đừng nào cho ta, còn ta đừng nào. Cho tình ta và bao ước vọng, cho mộng mơ tình em ơi, vì ta đã hứa mãi không rời xa. Và rồi khi năm tháng qua thật nhanh, anh vội vã nhận ra em đã rơi lừa anh rồi, nuốt đắng cay ôm tình duyên quá trái. Người ơi, sao không cho nhau thêm thật lòng, nói cho nhau nghe bao câu yêu thương này, rồi mai đây ta đâu quên được nhau, ta đâu yêu được một ai nữa. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Sao em không biết được là từng ngày dài cát vòng vắng. Về đi em, trông quá cao vời bớt lời chia tay, khi em chưa hiểu thấu được con tim anh yêu em rất nhiều. Về đi anh tha thứ qua lỗi. Cho tình ta và bao ước vọng, cho mộng mơ tình em mơ, vì ta đã hứa mãi không rời xa. Và rồi khi năm tháng qua thật nhanh, anh vội vã nhận ra em đã rơi lừa anh rồi, vẫn đắng cay ôm tình duyên quá trái. Nói cho nhau nghe bao câu yêu thương này.
này, rồi mai đây ta đâu quên được nhau, ta đâu yêu được một ai nữa. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Người yêu ơi, xa em anh buồn lắm. Người yêu ơi, sao em không biết được là từng ngày sai cát vòng vắng. Về đi em, trong bao cao vời vãn lần chia tay khi em chưa hiểu thấu được con tim. Sao em không biết được là từng ngày dài cát vào vắng. Về đi em, trong bát cao vội vắng là chia tay khi em chưa hiểu thấu được con tim. Anh yêu em rất nhiều, về đi anh tha thứ qua lỗi. Về đây anh tha thứ lỗi. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Dáng em bên thềm thôi qua em đêm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Nơi ấy từng nhìn dấu chân có mấy lần trên phố quen. Em đến vào mảng giấc mơ siêu kỳ, ấm êm như ngày qua. Tôi đã được trông thấy em, tôi đã được hôn tóc em. Nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về, đã tan trước bình minh. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, dọc theo trái tim xa xôi. Biết em đi rồi rất xa xa vời, mới hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Dáng em bên em thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về mình. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, dọc theo trái tim xa xôi. Biết em đi rồi, rất xa xa vời, mới thấy tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc, chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Sáng em bên em, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Sáng em bên em, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn. Giờ này ngoài trời đang mưa rơi, anh cô đơn nơi góc tôi, lặng lẽ đếm những kỷ niệm vừa qua. Ngày em trọn vòng tay anh, ôi đêm rất nhanh quá xa. Anh cô đơn trong tiếc nuối rằng anh hôm nay không có lối đi. Con đường anh giờ đi đã không có em, anh sẽ cố quên em ơi. Mình chót đang say nhau rồi, thì hãy giữ cho những yêu thương sẽ mãi không rời xa. Và đừng ngoảnh mặt nhìn sao, anh mong em hãy đừng quay trở lại. Cười lấy lòng anh cùng bao nỗi đau mình đã đi qua, nay xa rất xa. Ôi em, hãy mang theo anh đi với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua, nay xa rất xa, đã xa thật xa. Thank you.
Đời đâu còn tình yêu.
sương tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể dầu mờ, bao ngày muộn sau có thể dần tan. Và điều này thật rộn ràng êm mãi, có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi. Mr. Khánh Trần.
Yeah. Và bây giờ sẽ là một người mà chúng tôi hay trêu đùa gọi là trái tim của ban nhạc, người giữ nhịp nảy, nhịp đập của tất cả chúng tôi trên sân khấu. Một trong những tay trống tôi cảm thấy đây là một tay trống nổi tiếng và hay nhất Việt Nam, Mr. Hồ Cường. Chắp cánh cho đời con luôn vinh nhiên hai tiếng thiêng liêng con. Phải người Việt Nam không đấy? Mình nghe bạn bát hình như không phải người Việt Nam đúng không?
mình đã xem bạn ở trên mạng một lần rồi, xem trên Facebook một lần rồi, hôm nay lại xuất hiện ở đây lại cùng với nhạc sĩ Nguyễn Đồng Thuận nữa, đúng không? Em là người Hàn Quốc. đứng. Đấy, sao lại người Hàn Quốc đây trộn vào người Việt Nam làm chi? Đây là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Đúng chứ, biết là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận rồi, bây giờ vào đây làm chi? Bây giờ em ở Sài Gòn đang đi học. Đi học? Trường đại học học tiếng Việt. Tiếng Việt? Ok. Tại sao học tiếng Việt, không là học tiếng Việt để đi hát tiếng Việt? Nguyễn Hồng Thuận xuôi đúng không? Thường em hâm mộ anh Tuấn Hưng. Rất là cảm ơn bạn. Bạn tên gì nhỉ? Bạn tên là tên là Cheese. Đọc cho sao? Phát động môi nó cong đấy. Cheese. Cái đọc cái này Việt Nam cái có con gái yêu liền. Ok. Thực ra thì rất là cảm ơn Chis đã có mặt cùng với cả Nguyễn Đồng Thuận để có mặt trong ngày hôm nay. Và ca khúc điều quý giá nhất cũng chính là ca khúc một lần nữa xin được giới thiệu tất cả quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Đồng Thuận. Xin thưa tất cả quý vị, thực ra cái tiết mục vừa rồi nó chỉ là cái mà Hưng giả bộ để set up thôi. Chis là một người bạn của Nguyễn Đồng Thuận. Sau khi mà Hưng đã xem ở trên mạng, thấy tự nhiên tại sao có một cái cậu người Hàn Quốc mà hát những bài hát của mình hay mà dễ thương như thế, thì Hưng lập tức tìm mọi cách để lôi cậu này ra ánh sáng, xem là cậu này tại sao lại thích nghe nhạc của Nguyễn Đồng Thuận và những bài hát của Hưng. Và rồi cuối cùng Hưng đã tìm được Chis ngày hôm nay và mời Chis ra Hà Nội và ngồi tại đây. Nhưng nếu đưa Chis lên sân khấu, nó sẽ có rất nhiều những cái thủ tục rườm rà mà chúng tôi không thể lo được hết. Cho nên để Chis ở đây với vai trò là một người bạn, một người đến đây cùng với Tuấn Hưng thì mọi thứ đều rất là dễ dàng. Và cái quan trọng nhất Hưng muốn mang Chis đến đây, đó chính là đối với âm nhạc thì không có bất cứ một ranh giới nào hết. Người Hàn Quốc có thể nói tiếng Việt Nam và người Việt Nam có thể nói tiếng Hàn Quốc. Cho nên chúng ta cùng hát với nhau bài này được không? Ok. Mọi người cùng đưa tay cao. Lên lên thăm một thời chiến tan biến gia đình là một thế là em thương.
đình. Trong giấc mơ con luôn mơ được về cùng gia đình, nơi lỡ toan buồn thuyền chia tan biến. Gia đình là vòng tay, là yêu thương. Gia đình